Hello, welcome back to my channel. Start again, go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ câu thứ hai. Sắp quên số phải. Thank you.
所以我们到底没事，全上的跟着跳 ，Squid Game。 Wow. Oh my gosh. Oh, let's go, bro. So okay, what we thought means it's something to do. Ice cream fire. Đây là một trong những tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và các bạn sẽ lắp cái này vào đây. Tiếp đó thì các bạn sẽ xuống dưới lấy tiếp món đồ tiếp theo. Ok. Đi hướng lại. Xem đây có gì không. Đây rồi. Một cối bi. Đó thì mình sẽ lên trên tầng.
hoạt động cầu giao. Đây là cầu giao để chạy những xe rác. Ok, bắt đầu tạo thành một khẩu súng. Okay, let's go. Okay. This is a pretty lonely job. Stay busy hanging on this ramp. It's not my fault if I see things I shouldn't see. Very clean winter.
Ok, sau đó thì sẽ đi qua đường cống này. Let's go. Mike. It's my turn. No, I got it this time. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Hello.
word, you're a beauty. Oh, oh. The heck is wrong with this? What should I wear to the masquerade party? Of course. Of course. I know that. I can look good in everything. Let's go. So gave him his chance to get it out. Took me. Oh my gosh. Oh my gosh. Va a ver de mi sitio en Santa Catuteo. Squeak. Halim. Haliman. Ok.
Oh my gosh. Look. Wow. So, okay, this is it. Drop a loss. Ok, xem còn bao nhiêu giây nữa. 27 giây nữa, ok, let's go. Rất là đông. Ở đây khá là nhộn nhịp. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Let's go. Khá đông người luôn. Các bạn nào yêu thích Squid Game thì các bạn là có thể chơi ở trong Roblox này. Chơi những người online. So, this might be good. Okay. Rồi, tiếp tục sang thử thách thứ hai. Ok. Đó, thành công. Anh chàng là làm vỡ phát là bị bắn ngay. Rồi, ok.
把味道的美食居然上的个对象，印度之流。 Tiếp tục là Blue Linza. Let's go. Mình sẽ đến nơi gần nhất đây. Tiếp
và tiêu diệt tiếp những tên gọi như kiểu là trộm. Ok, xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập kế tiếp theo. Rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Dispatch you. Thank you.
that one now. Mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.